lúc 0 giờ 40 phút ngày 23 tháng 5, Công an huyện Gia Lâm Hà Nội nhận được tin báo tại đường Nguyễn Đức Thuận phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông, có người bị mắc kẹt trong ô tô. Theo cảnh sát, vào thời gian trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 89C3-1520 xảy ra va chạm với xe container mang biển kiểm soát 15 giờ 15420 trên đường Nguyễn Đức Thuận. Cú va chạm khiến tài xế xe tải là Trương Văn Hát, sinh năm 1969, bị thương và mắc kẹt trên cabin ô tô. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Gia Lâm đã xuất một xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khi đến hiện trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực và đưa anh hát ra ngoài an toàn, nạn nhân trong trạng thái vẫn tỉnh táo. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế chăm sóc. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Vào khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 5, trên đường DT741, đoạn qua tổ 7, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách với xe tải và xe container. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe container chạy theo hướng từ Bình Phước đi Bình Dương, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái và lao sang làn đường chiều ngược lại. Đúng lúc này, xe khách ở chiều từ Bình Dương đi Bình Phước lao tới, không xử lý kịp đã tông trúng hiện trường tai nạn một chiếc xe tải chở hàng cũng đâm vào, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa ba phương tiện. Sau tai nạn, chiếc xe container bốc cháy ngùn ngụt, người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực dùng nước dập lửa. Tại hiện trường, xe tải thì bẹp rúm, hư hỏng nặng, phần đầu xe khách cũng bị hư hỏng. Hậu quả vụ tai nạn khiến khoảng 10 người bị thương, xe container bốc cháy, còn hai phương tiện xe khách và xe tải hư hỏng nặng. Trong đó có hai người trên xe tải, tài xế xe khách và một số hành khách bị thương nặng, những người còn lại bị nhẹ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước lập tức điều hai xe chữa cháy và một xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời dập tắt đám cháy xe container. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách với xe tải chở hàng và xe container xảy ra khoảng 11 giờ trưa 13 tháng 5 trên đường điện thoại 741 đoạn qua tổ 7 ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe container chạy hướng từ Bình Phước đi Bình Dương. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái tông vào con lươn và lao sang làn đường chiều ngược lại. Đúng lúc này xe khách ở chiều từ Bình Dương đi Bình Phước lao tới không xử lý kịp đã tông trúng hiện trường tai nạn. Một chiếc xe tải chở hàng cũng xảy ra tai nạn tại đây, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa ba phương tiện. Sau tai nạn chiếc xe container bốc cháy ngùn ngụt. Người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực dùng nước dập lửa. Tại hiện trường, xe tải bẹp rúm hư hỏng nặng, phần đầu xe khách cũng bị bể, hư hỏng. Người dân chứng kiến cho biết vụ tai nạn khiến khoảng 10 người bị thương. Trong đó, có hai người trên xe tải, tài xế xe khách và một số hành khách bị thương nặng, những người còn lại bị nhẹ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước lập tức điều hai xe chữa cháy và một xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời dập tắt đám cháy xe container. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm để điều tra làm rõ vụ tai nạn. Sau vụ tai nạn xảy ra tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, khiến 8 người thương vong, anh NLH, chú xã Tú Nang vẫn nhớ như in cảnh tượng sau khi xe tải lao vào sạp hàng ven quốc lộ 6. Anh hát kể, nhà gần hiện trường vụ tai nạn, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ở trong nhà. Anh hát nói, đang nằm ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, khi chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng khó tin xảy ra trước mắt, gạch văng khắp nơi, người dưới gầm xe. Theo anh hát, cảnh tượng lúc vụ việc xảy ra rất hỗn loạn, anh chỉ biết chạy đến để hỗ trợ, cứu người, đưa các nạn nhân ra khỏi gầm xe. Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ tai nạn, chị Quy, nhà gần nơi xảy ra tai nạn cho biết, sau khi đâm xe vào nhà, người kêu cứu hò hét khắp nơi, có mấy người bị thương ở chân đau quá kêu rất lớn. Theo chị Quy, người dân xung quanh khi đó đều chạy đến, hô hào cứu người, còn tài xế xe đầu kéo trông không được tỉnh táo. Chị Quy chia sẻ, may trên xe không có hàng, nếu xe trở nặng không biết hậu quả sẽ thế nào. Trước đó vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5 tháng 5, tại tuyến quốc lộ 6 đoạn qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tài xế Nguyễn Mạnh Hà, 45 tuổi, trú tại thành phố Hòa Bình, điều khiển xe đầu kéo đã tông vào nhà dân, khiến một người thiệt mạng, 7 người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Hà phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận đã uống khoảng 10 chén rượu trước khi lái xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã ra lệnh bắt người khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hà để điều tra theo quy định pháp luật. Ngày 6 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin Công an huyện Yên Châu Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1979, trú tại phường Minh Trung, thành phố Hòa Bình. Theo lời khai của Hà, khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 5, Hà điều khiển ô tô đầu kéo, biển số 26C03737, di chuyển hướng Sơn La đi Hà Nội. Đến km 244 300 quốc lộ 6, Hà liên lạc với bạn tên là S, chú ở bàn Xốc Sạng, xã Trường Pàn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để hẹn ăn cơm tối. Sau đó, Hà lái xe đỗ vào bãi đất trống bên đường. S đi xe máy ra, đưa Hà vào nhà một người tên là D để ăn cơm. Trong khi ăn cơm, Hà uống khoảng 10 chén rượu nhỏ. Gần 22 giờ cùng ngày, Hà di chuyển theo hướng Hà Nội đến khoảng 22 giờ 30 phút đến km 219 063 quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xe đầu kéo lao vào quán tạp hóa của gia đình anh PMC. Lúc này có 8 người đang ngồi trong quán tạp hóa. Vụ tai nạn khiến một người chết và 7 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, 4 ca phải mổ ngay trong đêm, 1 ca chuyển Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Qua kiểm tra, lái xe Nguyễn Mạnh Hà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít, âm tính với chất ma túy. Ngày mùng 6 tháng 5, tin từ Công an huyện Yên Châu Sơn La, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe đầu kéo tông nhà dân làm 8 người thương vong. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 22 giờ 50 phút ngày mùng 5 tháng 5 trên QL6, đoạn qua bản Đông Khùa, xã Tú Nang. Thời điểm trên, xe đầu kéo đi theo hướng Sơn La, Hà Nội đã lao vào một nhà dân có nhiều người đang ngồi uống nước. Vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ, 7 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Yên Châu đã ra bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà, 45 tuổi, ngụ hòa bình, là người điều khiển xe đầu kéo để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày 30 tháng 4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Tất cả tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Trong đó, Ủy ban An toàn Giao thông ghi nhận hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ thứ nhất xảy ra vào đêm 29 tháng 4 tại quốc lộ 2A qua huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ô tô đầu kéo va chạm với xe máy do hai thanh niên đèo nhau khiến hai người trên xe máy tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra lúc 3 giờ 5 phút ngày 30 tháng 4 tại quốc lộ 25 qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ô tô khách của nhà xe Quốc Cường chở theo 38 người va chạm với ô tô khách của nhà xe Cô Hai chở theo 30 người. Vụ tai nạn làm một người chết, 5 người bị thương và 6 người bị xe sát nhẹ. Đều là hành khách của hai nhà xe. Các nạn nhân được đến điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Gia Lai. Sau đó, 6 người được xuất viện. Theo kết quả điều tra cả hai lái xe không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy, đều có giấy phép lái xe. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 17.095 vi phạm giao thông, phạt hơn 38 tỷ đồng, tước 3.419 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 170 ô tô, 6.566 xe máy và 118 phương tiện khác. Vụ hai xe khách tông nhau ở Gia Lai, một xe chạy quá tốc độ Trưa 30 tháng 4, Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh. Tuyến tránh Chư Sê với quốc lộ 25 thuộc huyện thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê làm một người chết, 17 người bị thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với hai lái xe ghi nhận trong có cồn. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra ma túy đối với hai lái xe. Kết quả kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình bước đầu ghi nhận một xe khách chạy trên 80 km/h trong khi đoạn đường này có tốc độ tối đa 70 km/h. Theo đó, xe khách 51B29489 của nhà xe Cô 2 do lái xe Nguyễn Công Dân có giấy phép lái xe hạng E FC sau Sở Giao thông Vận tải tỉnh gia lai cấp hồi tháng 10 năm 2023 điều khiển ô tô hạn đăng kiểm đến ngày 1 tháng 6 năm 2024. Tốc độ thời điểm xảy ra tai nạn lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km/h. Lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km/h. Còn xe khách 47B02026 của nhà xe Quốc Cường do so lái xe Đinh Văn Hùng có giấy phép lái xe hạng F do so Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cấp tháng 6 năm 2021 điều khiển. Xe có hạn đăng kiểm đến ngày 11 tháng 6 năm 2024. Xe này không có dữ liệu giám sát hành trình thời điểm xảy ra tai nạn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 2 phút ngày 30 tháng 4 tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 25 với đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tránh Châu C, thuộc thị trấn Châu C, xe khách 51B29489 của nhà xe Cô Hai lưu thông trên đường quốc lộ 25 theo hướng Gia Lai đi Phú Yên. Khi đến ngã tư giao nhau trên, xe này va chạm với xe khách giường nằm 47 b 02026 của nhà xe Quốc Cường chạy hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắc. Vụ tai nạn làm bà Phạm Thị Hoàng Oanh, 49 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, hành khách đi trên xe cô hai tử vong và 17 người bị thương. Trong đó 11 người bị thương nặng được chuyển viện đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, còn lại 6 người bị thương nhẹ đã xuất viện trong sáng 30 tháng 4. Cùng ngày, Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời thăm hỏi động viên các nạn nhân gia đình nạn nhân.